Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cà phê sáng. Và trong chuyên mục Cà phê sáng lần này, chúng ta lại đề cập đến những nét đẹp văn hóa của người Nam Bộ. Và có lẽ là người Việt Nam thì từ nhỏ cho đến lớn lên, ở không ít thì nhiều chúng ta cũng đã nghe những câu hát ru của bà, của mẹ. Và mỗi vùng miền thì mỗi câu hát ru nó sẽ có một cái giai điệu khác nhau. Nhưng mà quy chung lại thì tất cả đều rất là du dương, gần gũi và dễ nhớ. Tuy nhiên, những câu hát ru của vùng đất Nam Bộ nó có khác gì so với những vùng đất khác? Điểm khác đầu tiên nằm ở cái câu mở đầu ầu ơ dí dầu. Thực tế thì số câu hát ru bắt đầu bằng hai chữ dí dầu không nhiều. Tuy nhiên không hiểu vì sao khi ai đó cất giọng hát dí dầu thì người ta lại liên tưởng ngay đến một câu hát ru. Có lẽ vì hai chữ này nó phản ánh đúng cái chất du dương, cái miên man và cái mặn mòi rất là quen thuộc của vùng sông nước Nam Bộ. Đến mức mà đã có một câu hát ru như thế này: dí dầu, dí dậu, dí dâu, dí qua, dí lại, dí trâu vô chuồng. Thú vị nhỉ. Và câu hát ru mà bắt đầu bằng hai từ dí dầu mà phổ biến nhất có lẽ ai cũng biết. Ngọc Diễm xin được nói bằng giọng miền Nam nha. Dí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Ví dầu là phương ngữ Nam Bộ, là cách đọc trại đi của từ ví dù, có nghĩa là giả thiết nhấn mạnh một ý nào đó. Hát ru Nam Bộ thường có tiết tấu chậm rãi, có gì đó nó da diết và nó buồn. Cái này thì cũng có thể giải thích được, bởi vì ở cái vùng đất Nam Bộ, đặc biệt là Tây Nam Bộ thì ruộng đồng bát ngát và thường đem đến cho người ta cái cảm xúc rất là cô đơn, đặc biệt là khi mà ngồi trên sông nước mênh mông, hoặc là những buổi tối hoặc là những buổi trưa với không gian bao la như thế thì dễ làm cho con người ta rơi vào cảm giác cô đơn, và cái chất cô đơn đó nó cũng đã thấm vào từng câu hát ru.